Vâng, xin chào quý khán giả, chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Vân Thành Đông Bắc trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta cùng dõi theo vòng giải bóng đá The Đế Quốc lần thứ 3 được tổ chức tại sân bóng đá Vân Thành Đông Bắc. Và ngay tại đây chúng ta đội trưởng cho đội hình Vân Long, đó chính là vị trí của cộng nhân. Ủa kìa. Vâng, và như vậy thì cũng đã có bàn thắng đầu tiên để mà tỷ số cho trận đấu này dành cho các cầu thủ bên phía trên hình Vĩnh Long. Và chúng ta hãy cùng theo dõi là bàn thắng vừa rồi mà các cầu thủ ở bàn họ đã có một pha điểm tốc và thủ áp sát rất nhanh. Một bóng một lần nữa dành cho trên hình Vĩnh Long được chứng an. Đó là một thủ chơi bóng khá tập trung đến từ vị trí của thủ thành Thanh Đạt, cầu thủ có giả số 21 Vĩnh Tài. Đó là pha phối hợp chưa phải là pha dứt điểm thẳng cho một thủ đá phạt thôi lên. Và như vậy thì bàn thắng thứ hai cũng đã đến dành cho các cầu thủ bên phía chơi thân Vĩnh Long. Vâng, và chúng ta hãy cùng theo dõi là bàn thắng vừa rồi, pha lập công đến từ vị trí của Ngọc Quyền, một pha dứt điểm treo góc và bóng vừa rồi xuất phát từ một pha mà Ngọc Quyền cũng đã có. Bàn thắng đầu tiên đã mở tỷ số cho trận đấu với pha lập công đến từ vị trí của cầu thủ áo số 39, đó chính là Bá Thị. Đó thôi. 3-0. Một cú đúp dành cho Ngọc Quyền, cầu thủ áo số 9 bên phía Trương Hành Vĩnh Long. Và chúng ta hãy cùng theo dõi lại bàn thắng vừa rồi của Ngọc Quyền. Một tình huống xử lý cũng như là một đường chuyền công tốc của hàng phòng ngự bên phía TD Network. Dẫn phải cú đấu xấu, đây sẽ là cơ hội. Lê Huy. Một thủ đúng chiếc ngôi giày đến từ vị trí của Đặng Minh Hiếu. Chưa phải là một thủ đúng nguy hiểm. Cắt bỏ xa. Ở phần nửa thời gian của hiệp thi đấu thứ hai cũng đang trôi qua và tỷ số lúc này vẫn đang là 3-0, tạm thời nghiêng về dành cho TD Network. Xin lỗi, giờ hình Vĩnh Long phối hợp cơ hội có bầu. Những pha đấu nhận bóng tốc từ những ưu trên của đồng đội để chơi được chân đấy là cơ hội có bầu. Cơ hội lần này thì không thể cản phá và cũng là một phát chích dành cho Ngọc Quyền. 4-0 dành cho Trường Vĩnh Long. Và chúng ta hãy cùng theo dõi lại và bóng vừa rồi xuất phát từ một thủ đá biên lên của người đội trưởng bên phía Trường Vĩnh Long. Ngọc Quyền đội trưởng công nhân, công nhân một đường truyền rất nắng nót dành cho Vĩnh Tài nhưng cho pha bóng quân vừa rồi. Và mà cả lúc này thì tiếng còi của chúng ta cũng đã kết lên để khép lại trận cầu dòng đá sát âm do đến quốc lần thứ 3.